Tada, ăn nhớ SEO, chào mừng các bạn quay trở lại kênh của mình. Và mình là Cô Eka. Hôm nay mình và các bạn cùng khám phá những tập truyện của cuối tháng 6 đầu tháng 7. Chúng ta sẽ có những gì nha các bạn. Để cho màn hình các bạn, đây là một số tập truyện của nhà xuất bản Kim Đồng nha các bạn. Chúng ta sẽ có rất là nhiều tập truyện khá đáng lưu ý như sau đây. Chúng ta sẽ cùng khám phá. Chúng ta sẽ có sắp 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 tầng tập 17 nè các bạn. Chúng ta có Love Duel tập 15 nha. Đây là bìa tặng ngẫu nhiên, có hai bìa hoặc một bìa nha các bạn. Chúng ta có Box Set Giấc Mộng Buổi Tà Dương hai tập nha các bạn. Chúng ta có Iruma Giá Áo tập tiếp theo, đó là tập 16. Chúng ta có Lù Lốc đây các bạn ơi, Lù Lốc khá là xịn sò luôn, Lù Lốc tập 10 nha. Chúng ta có Box Set Làm Color, chúng ta có Sắc Săn tập 18, còn đây là bìa hai của Lam Stone tập 15 nha các bạn. Rồi mời các bạn cùng chiêm ngưỡng, các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ ủng hộ của mình. Mình mời các bạn cùng chiêm ngưỡng trước khi mình review tiếp hơn về từng quyển truyện nha các bạn.